Bài 2.4 cho mạch điện có sơ đồ như hình 2.2, điện trở R1 bằng 10 ôm. Hiệu điện thế giữa hai đầu động mạch là UMN bằng 12V. Câu A, tính cường độ dòng điện I1 chạy qua R1. Câu B, giữ nguyên OM bằng 12V thay điện trở R1 bằng điện trở R2, khi đó ampe kế chỉ giá trị I2 bằng I1 chia 2, tính điện trở R2. Bài này thì hướng dẫn giải như sau. Với bài này thì mạch rất đơn giản, gồm có nguồn điện khóa K, ampe kế và một điện trở. Thì chúng ta chỉ cần áp dụng định luật Ohm để giải. Đối với câu A, cường độ dòng điện chạy qua R1 là I1 bằng U1 chia R1 bằng 1,2A. Thì câu này chỉ sử dụng cái định luật Ohm là xong. Đối với câu B thì ta có I2 bằng I1 chia 2 theo giả thiết đã cho. Thế vào ta tính được I2 bằng 0,6A. Nên từ định luật Ohm ta suy ra được R2 bằng U2 chia I2. Thay vào thì ta được bằng 20 ohm.